người ta đọc thì người ta hiểu, người ta nghe người ta không hiểu, người ta muốn cái gì cho nó rõ ràng cụ thể. Cho nên muốn nhiều để con biết rất hay, có nhiều cái mẫu chuyện con đưa rất thực tế cụ thể trong cái đời sống đức hạnh của chúng ta. Nhưng mà nó còn không có nói rõ được cái đề mục của cái hạnh đó. Hôm nay thì mong rằng mấy con sẽ chuẩn bị sửa soạn cho mỗi người đều có một cái tập sách đạo đức nhân bản. Nhân bản mỗi người đều viết một cái tập sách đạo đức nhân bản. Chúng ta hãy cố gắng tư duy suy nghĩ để viết rõ ràng một cuốn sách đạo đức. Thì ở đây có nhiều bài của mấy con á, thầy đọc rồi thì thầy đề tựa cho cái tên của cái hành động mà mấy con nói về cái đức hạnh đó sẽ được đề tựa. Như đức hiếu sinh, câu chuyện thứ nhất là đức hiếu sinh, các con nêu ra một cái câu chuyện, nhưng mà cái câu chuyện đó mấy con không có nêu ra cái đức hạnh gì. Cho nên khi mà các con nêu ra cái câu chuyện đó, các con để đức hiếu sinh, sau đó các con đề cái mẫu chuyện và các con luận ở trên cái mẫu chuyện đó ra để chỉ cho người ta thấy đó là cái đức hạnh của một đức nhân bản, đức hạnh của cái việc đó. Các con cần phải làm cái đức hạnh đó, thực hiện cái đức hạnh. Câu chuyện thứ hai về sư Minh Hiếu thì cái đức nhẫn nhục. Con thấy khi mà đám trẻ con nó tiểu xuống cái giếng thì sư lại múc cái nước đó sư uống, trong khi đó cái hành động đó là cái hành động nhẫn nhục. Nếu mà không nói đức nhẫn nhục thì người ta nghe như câu chuyện mình nói để thấy hay vậy thôi, chứ người ta không biết. Nhưng mà nói là đức nhẫn nhục thì mình mới đưa ra câu chuyện đó, mình giới thiệu. Đầu tiên mình vô mình giới thiệu, rồi mình mới đưa ra cái mẫu chuyện, mình giới thiệu đức nhẫn nhục như thế nào, rồi cái mình đưa ra cái mẫu chuyện. Từ kết luận cái mẫu chuyện đó, chúng ta mới nêu lên thấy rõ được cái hành động đức nhẫn nhục. Nó như vậy mới đúng đấy con. Rồi còn một cái câu chuyện thứ ba nữa là đức tôn trọng. Mình phải thấy cái sự tôn trọng thì mình phải nhận ra cho được cái mẫu chuyện mình nói đó là cái đức tôn trọng. Rồi mình giới thiệu đức tôn trọng như thế nào, rồi mình mới đưa ra cái mẫu chuyện để xác minh cho được cái đó là tôn trọng. Cái câu chuyện thứ tư thì thầy cũng ghi cái tên cho mấy con. Thì qua đọc qua cái câu chuyện của mấy con á, thì thầy nhận ra cái đức của nó, thì ghi lên. Thay vì mấy con muốn viết cái đức đó thì mấy con muốn nêu lên câu chuyện đó, thì mấy con nêu lên cái tiết đề của nó đi. Thì cái câu chuyện thứ tư đó là đức từ tâm. Các con thấy nó có nhiều cái đạo đức lắm, bởi vì cái bộ sách đạo đức nó rất nhiều, chứ nó đâu phải là chỉ có nằm gọn gàng ở trong cái 10 điều lành đâu. Nhưng mà 10 điều lành đó là cái gốc của nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta nương vào cái trong cái thập thiện mà chúng ta viết thành một cái bộ sách đạo đức rất là nhiều, chứ đâu phải viết một bài. Và cũng là viết để cho mình học, để cho mình sống đạo đức. Mình phải sống những cái đạo đức mà mình viết ra. Rồi cái bộ sách đạo đức của mình không những mình học trong hiện đời, trong cái lớp học này, mà còn để lại cho con cháu chúng ta về sau. Và nó là một cái giáo trình tu học đạo đức. Bởi vậy phải viết cái giáo trình, chứ còn mấy con viết cái bài này như cái bài luận, một cái bài luận thôi. Thành ra nó không phải là cái giáo trình học đạo đức, mà thầy muốn xây dựng mấy con trở thành những người đứng lớp dạy đạo đức thì phải thực hiện cái giáo trình. Ở đây chúng ta không có thì giờ, vì rất nhiều bài mấy con viết rất hay mà không có thì giờ để mà đọc. Và đồng thời chúng ta hiểu biết để chúng ta tu tập, phần lớn là chúng ta xả tâm cho được, áp dụng vào đời sống chúng ta được, sống không làm khổ mình khổ người, sống thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Mà người nào sống mà cứ làm cho tâm mình bị động, là cứ thấy chướng ngại pháp bên ngoài mà làm cho tâm động thì không xả tâm. Cho nên Đức Phật dạy, câu kinh của Đức Phật dạy mà thầy từng nhắc không nhiều lần, đó là tri kiến ở đâu thì đức hạnh ở đó, đức hạnh ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh đức hạnh, mà đức hạnh làm thanh tịnh tri kiến. Các con thấy chưa? Cái tri kiến là cái sự hiểu biết của mấy con. Thầy đã dạy hơn 2 tháng nay, cái sự hiểu biết vừa đủ để cho mấy con sống trong đức hạnh. Kết quả của 2 tháng học, chúng ta lại trở thành những người viết sách đạo đức, vừa dạy cho mình mà cũng vừa dạy cho người sau. Vì chúng ta là những người, vì chúng ta học trong lớp này để đào tạo chúng ta trở thành những người đứng lớp dạy đạo đức cho mọi người. Mà nếu mà chúng ta không có thực hiện được thân giáo, không sống đúng đạo đức mà chỉ có lời nói suông, mặc dù mấy con viết rất hay nhưng mấy con sống không đúng đạo đức thì mấy con cũng không được đứng lớp. Mà mấy con nó viết hay mà
nói hay mà sống đúng đức hạnh thì mấy con xứng đáng là đứng vào lớp. Nhà mấy con nó viết hay, luận hay về đạo đức mà sống đúng thì mấy con chứng quả ha. Ở đây thầy xác định cho mấy con biết, nếu mà một người nào ở trong đệ tử của thầy mà khi tu có thần thông tứ thần túc mà áp dụng tứ thần túc để thực hiện thần thông thì thầy sẽ đuổi ra khỏi lớp này. Bởi vì ở đây là chỉ có thực hiện đạo đức chứ không có thực hiện thần thông. Thầy biết rằng mấy con sẽ tu có rồi đây, rồi mấy con mà chưa có diệt ngã của mấy con rồi mấy con sẽ thực hiện một cách sai lầm của mấy con, biến Phật giáo thành một tôn giáo thần thông chứ không phải là đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên thầy xác định cho mấy con thấy rõ, những người đệ tử của thầy dù nam hay nữ, dù có tứ thần túc là để làm chủ sự sống chết của chúng ta chứ không phải có tứ thần túc để biểu diễn thần thông. Người nào biểu diễn thần thông đương nhiên thầy sẽ mời ra khỏi lớp học, không phải đệ tử của thầy nữa. Chấp nhận điều đó. Ngày xưa ông Châu Lợi Bằng Đạt nỗ lực tu hành để chứng thánh quả A-la-hán. Một mình ngài trong rừng, ngài thực hiện thần thông biến hàng ngàn người ngồi trong khu rừng. Đến khi Đức Phật biết rõ, sai người mời thọ trai về gọi ông Bằng Đạt đến thọ trai. Và từ đó về sau chúng ta không thấy ông Bằng Đạt trên kinh sách của Phật nữa. Thì các con đủ biết rằng đạo Phật là lấy đạo đức làm gốc chứ không phải lấy thần thông làm gốc. Cho nên người nào mà ngồi thiền 5-7 ngày, 1 tháng, 2 tháng để biểu diễn thần thông thì điều này được thầy mời ngồi, thầy mời ra khỏi tu viện, không chấp nhận đệ tử của thầy là những thần thông ngoại đạo đó. Thầy biết rằng đạo Phật có nội lực rất lớn, có tứ thần túc, nhưng chúng ta tu đúng có, nhưng mà chúng ta tu sai vẫn có, nhưng có rất là tai hại cho người khác, làm mất uy tín của Phật giáo, làm sai lệch con đường của Phật giáo là có tội giết nhân loại, đem nhân loại vào sự mê man thần thông phép tắc. Mà đến ngày nay chúng ta vẫn thấy mỗi lần nghe có một cái điều gì kỳ đặc là xứng nhau chạy tới chạy lui, báo chí đăng rùm beng lên. Như vừa rồi có một cậu bé ở Ấn Độ ngồi thiền 6 tháng không ăn uống, làm cho thiên hạ chạy tới chạy lui, báo chí đài điện rần rộ, coi như một kỳ đặc lạ lùng, coi như Đức Phật Thích Ca tái sanh. Điều này là điều sai, không đúng cách. Thầy có người ném cái bài đó vào trong mạng, nhưng thầy thấy rằng ai làm gì mà, nhưng họ ý họ muốn hỏi thầy như vậy, ngồi thiền định 6 tháng như vậy, không ăn uống như vậy, thì ý của họ muốn hỏi thầy để trả lời là có phải thành Phật không? Điều này thầy nói thành quỷ chứ không phải thành Phật. Thầy xác định cho mấy con biết, thần thông chỉ là quỷ chứ không phải là Phật đâu. Cho nên những chuyện mê tín cầu cơ, thần thông phép tắc lạ lùng, những điều đó là những điều sai. Lên đầm nhập cốt đều là những mánh khóe lừa đảo bằng tưởng chứ không có gì khác lạ. Điều đó đối với thầy chẳng có gì gọi là kỳ đặc, chỉ là một trò ảo thuật gạt người mà thôi. Còn ở đây chúng ta sống thật đúng đạo đức làm người, đem lại hạnh phúc cho mình, cho người. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ ràng. Vì vậy cái hôm nay thầy muốn nhắc để cho mấy con tự mình soạn thảo được bộ sách đạo đức. Như vừa rồi Thiên Thanh gửi bài cho thầy được sự hướng dẫn cụ thể qua bộ sách đạo đức làm người, Thiên Thanh dựa vào đó viết nên nó rõ ràng. Đây mấy con sẽ thấy, vào đầu thì đề tựa đạo đức nhân bản, sau đó thì lời đầu sách rõ ràng, lời đầu sách rõ ràng, rồi kế đó là giới thiệu ba nơi xuất phát đạo đức nhân bản, giới thiệu ba nơi xuất phát đạo đức nhân bản, thân khẩu ý. Các con thấy rõ ràng giới thiệu ba nơi xuất phát, bởi vì chúng ta viết đạo đức nhân bản mà, cho nên chúng ta giới thiệu ba nơi xuất phát của đạo đức nhân bản. Rồi kế đến từng bài một, kế đến từ bỏ lấy của không cho, tức là giới cấm không tham lam trộm cắp gì, thì cái đức của nó là từ bỏ lấy của không cho. Thì mấy con thấy đặt từng cái tên của nó cụ thể rõ ràng, có đầy đủ ý nghĩa. Đây qua cái hết cái đức đó rồi thì chúng ta sẽ thấy xuống hàng, bỏ cái đức đó qua một cái đức khác, thì chúng ta đọc cái đạo đức nào nó ra cái phần ấy cụ thể. Ví dụ như hết cái đức từ bỏ lấy của không cho thì chúng ta tới đó còn dư một số trang, chúng ta không nói tiếp đâu, chúng ta qua một cái tờ khác để nói đến cái đức hạnh khác. Thì cái đức hạnh khác là đức hạnh không giận hờn. Các con thấy người giận hờn là không đức hạnh, mà giận hờn là không đức. Giận hờn thì tức tối, la lối chữ mắng, nó tạo thêm những cái ác ác pháp khác, thiếu đức hạnh khác.
Đây thì mấy con thấy như vậy, rõ ràng là phải trình bày nó thành ra một cái tập sách. Ở đây không phải chỉ có bao nhiêu đây, cái bộ sách đạo đức rất nhiều mà thầy đã xác định cho mấy con biết nó là 24 tập sách đạo đức làm người. Đạo đức nhân bản dịch nghĩa ra là đạo đức làm người chứ không có nghĩa đạo đức con người, đạo đức của con người. Ở đây hai chữ nhân bản có nghĩa là chữ Hán học. Còn thầy viết để tên bộ sách đạo đức làm người, chứ sự thật ra thì đạo đức của con người. Thì vậy cho nên dịch chữ nhân bản là đạo đức của con người chứ không có gì khác hết. Vậy mà hôm nay thầy mong rằng mấy con chuẩn bị cho mình mỗi người phải viết một bộ sách đạo đức, và bộ sách đạo đức ấy sẽ được lưu hành trong nội bộ, mỗi người đều được truyền tai nhau qua lại đọc thử coi mình viết đạo đức như thế nào, thử coi mình có áp dụng vào được đời sống của mình không. Vì tháng này, tháng thứ ba là tháng áp dụng bằng phương pháp vào đời sống, sống đạo đức không làm khổ mình khổ người. Tháng này mấy con tu nhiều về định vô lậu, mấy con bớt lại tập trung vào pháp tu nhiều hơn, tu về áp dụng vào những bài học của định vô lậu. Mấy con biết tu pháp gì không? Tứ niệm xứ đấy mấy con. Chỉ có tứ niệm xứ mới áp dụng được đạo đức làm người, còn nếu không có tứ niệm xứ thì chúng ta áp dụng vào chỗ nào? Cho nên tâm thanh thản an lạc vô sự thì thôi, tâm có niệm, thân có đau khổ là ác pháp, là chướng ngại pháp. Nếu tâm có niệm thì tư duy suy nghĩ xả bỏ, không để niệm tác động vào thân tâm chúng ta. Thân có bệnh, có đau khổ thì hoàn toàn nhiếp tâm và an trú trong một phút. Các con đã từng nghe thầy đã dạy, thì chúng ta sẽ đẩy lui bệnh bằng phương pháp như lý tác ý. Mấy con đã học rồi. Thì thầy nghĩ rằng giữa hai phương pháp này, trong 5 tháng còn lại, mà hàng ngày người nào siêng năng, chuyên cần trên tứ niệm xứ khắc phục những tham ưu, thì 5 tháng còn lại đây mấy con sẽ chứng đạo một cách rất là tuyệt vời và không có thời gian dài. Các con biết cách áp dụng chưa? Nếu biết cách áp dụng thì phải phòng hộ mắt tai mũi miệng, không tiếp duyên mọi mặt để thực hiện được đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu mấy con tiếp duyên thì mấy con không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, thì không bao giờ mấy con xả được hết. Dù tri kiến mấy con có giỏi cách gì cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Nói được phải làm được. Nói được mà không làm được là nhục nhã, là xấu hổ. Nói được không làm được là người nói láo, không thật. Nói được phải làm được. Các con viết sách như thế này mà nói được, các con phải cố gắng làm cho được mới xứng đáng là đệ tử của Phật, của thầy. Còn mấy con nói được mà mấy con không làm được, tức là mấy con không xả tâm được, thì mấy con không xứng đáng. Hầu hết các nhà học giả, họ lý thuyết, họ nói được, họ chưa sống được. Họ nói giới luật rất hay, nhưng cuối cùng những giới luật họ chẳng ra gì. Cho nên ở đây phải nhớ những lời thầy dạy. Thời gian chúng ta không còn nhiều. Thầy dạy mấy con cứ ngỡ tưởng rằng 7 năm, nhưng thầy muốn ngắn chừng nào tốt chừng ấy. Trong lớp chức học của chúng ta 60 mấy người, hoàn toàn thầy ước ao 60 mấy người là 60 mấy người đạo đức hoàn toàn sống không làm khổ mình khổ người, không còn người nào là rơi rớt. Điều ước mong của thầy như vậy. Mấy con đã bỏ hết cuộc đời vào đấy tu được dịp này là may mắn rất lớn. Còn 5 tháng nữa, không lâu đâu mấy con. Thời gian như chớp mắt. Nếu chúng ta thực hiện hàng ngày, hàng giờ, hàng phút trên tứ niệm xứ để thực hiện tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là các con hộ trì chân lý, bảo vệ chân lý của các con bằng tri kiến của mấy con, bằng sự an trú, bằng sự nhiếp tâm an trú để đẩy lui chướng ngại, tất cả các chướng ngại pháp trên thân thọ tâm pháp của mấy con, thì sự đạt thành kết quả 100% nếu mấy con siêng năng. Còn mấy con lãng tránh, mấy con chỉ học hiểu để cầu danh, cầu lợi, thì điều này chắc chắn mấy con sẽ không đạt được. Sự quyết định cho sự sống chết, làm chủ sự sống chết trước mặt mấy con. Mấy con đã từng học pháp vô thường, các con có biết hôm nay chúng ta ngồi đây được nghe thầy dạy, ngày mai còn chắc chúng ta được ngồi đây không? Đó là pháp vô thường mấy con. Rồi đây có người bệnh, có người chết, chúng ta sẽ không thường đâu. Đừng nghĩ rằng 5 tháng là nhanh chóng mà chúng ta không nỗ lực. Đừng nghĩ rằng 5 tháng đời chúng ta còn dài, chưa đâu.
nó sẽ mất đi và sự mất mát. Trong khi chúng ta hiểu được Phật pháp mà để sự mất mát quá uổng cho kiếp đời của chúng ta. Đời có gì đâu, tất cả đều dục lạc đem đến sự đau khổ cho chúng ta. Thân chúng ta vô thường để cung cấp nó làm gì, những dục lạc? Dục lạc có hạnh phúc gì? Đời rất khổ. Thế mà chúng ta còn vui gì để mà ngồi đây mà không tu tập, để mà chuyển giảm, để mà nói chuyện này, chuyện tình, chuyện tứ, chuyện đủ thứ. Hãy bỏ xuống, mò xuống đi mấy con, mà nỗ lực thực hiện. Mấy con đã làm cho thầy hơn 2 tháng nay, có nhiều người làm cho thầy thất vọng. Thầy nghĩ rằng thầy làm rất uổng, thầy dạy rất uổng, các con sẽ không đạt được rất uổng công thầy. Bởi vì con đường thực hiện được chứ không phải không thực hiện được. Phật làm được, chúng thánh tăng làm được. Thời đại chúng ta thầy làm được 4 sự đau khổ thì các con cũng làm được chứ sao? Vì các con cũng là con người, cũng như thầy, bằng xương bằng thịt, cũng từ cha sanh mẹ đẻ, người nào cũng giống y như người nào. Tại sao có người làm được mà người không làm được? Tại sao các con tự ti mặc cảm mình không làm được? Chắc chắn mấy con sẽ làm được, tự tin mình hãy làm được, vì rất dễ dàng, không khó. Bằng chứng mấy con đã nói được, đã nói được, các con có thấy không? Các con nói rất rõ mà, từng bài như thế này các con nói rất rõ. Đức hiếu sinh các con nói rất rõ, đức từ bỏ lấy của không cho, các con nói rất rõ và cụ thể từng những sự việc mẫu chuyện cuộc đời đã xảy ra. Mấy con ghi chép bằng một sự thật, không phải đặt điều. Mấy con nói được, mấy con thấy được, hiểu được rõ ràng. Như vậy mấy con còn phản phải sao? Các con nhớ, mỗi lời nói của thầy là đem hết sức lực của mình khuyên lên các con hãy cố gắng cứu mình. Các con được lợi chứ thầy được lợi những gì? Nhưng thầy thấy mỗi người được lợi là mỗi ánh đuốc sáng soi cho muôn người soi. Các con hãy cố gắng, ngọn đuốc của mấy con đang thắp sáng phải sáng, đừng để u tối, đừng để đen tối. Mà đen tối, các con bị đen tối thì cả thế gian này sẽ đen tối. Các con thắp sáng là cả thế gian này. Các con nhớ điều đó, tu cho mình có lợi ích cho mình, nhưng có lợi ích cho muôn người. Các con có người than sao con hay sân hận quá, mỗi chút mà con không thể dằn được. Các con đã biết tại sao đó là ác pháp mà lại sao không dằn được. Nó đem đến cho sự đau khổ của mấy con qua cơn sân rõ ràng. Tại sao mấy con không dằn được? Tại sao mấy con có pháp như lý không tác ý, không nhắc nhở tâm mình từng phút từng giây? Nếu tâm mình sân, nếu tâm mình còn ham muốn, đời có gì nữa mà ham muốn? Thì các con phải dùng pháp như lý tác ý, nhắc từng phút từng giây từng giờ. Sân là đau khổ, tâm phải lìa xa. Các con cứ nhắc mãi đi, rồi các con sẽ thấy hiệu quả của nó. Chứ lâu lâu mấy con nhắc một lần, rồi mỗi lần đau khổ thì hối hận, sân hận thì hối hận, dài dò tự làm khổ mình thêm, có lợi ích gì đâu, có phải không mấy con? Cho nên ở đây thầy khuyên nhắc mấy con cố gắng và cố gắng. Từ đây mấy con phải soạn thảo bộ sách đạo đức, nhân bản là người. Mỗi người phải viết rõ ràng theo dàn bài tiêu chuẩn như thế này mấy con viết. Thầy tin rằng ở đây mấy con đều là người nào cũng viết được, chứ không có người nào không viết được. Thầy đọc thấy mấy con viết rất hay, luận rất hay, rất rõ ràng cụ thể. Nhưng các con không theo cái dàn bài, cho nên vì vậy mà những bài vở của mấy con trở thành bài luận của học sinh, chứ không phải là người viết sách đạo đức. Thầy muốn mấy con trở thành những nhà đạo đức, viết sách đạo đức thay cho thầy. Vì hôm nay thầy sống, ngày mai thầy chết, 24 tập sách đạo đức thầy viết kịp không? Các con biết tuổi của thầy lớn rồi. Cho nên nhờ những bàn tay, nhờ những khối óc của mấy con tiếp nối ngọn đèn của thầy. Còn không có thì làm sao? Làm sao đây? Con người thì đang đau khổ, đang thiếu đạo đức, mà thầy ra đi rồi ai thay thế thầy làm công việc này? Có phải những người đang ngồi trước mặt thầy không? Các con có thấy đời khổ không? Có thấy mọi người đang chém giết nhau không? Vì miệng con manh áo, vì danh, vì lợi mà họ chà đạp lên cuộc sống của loài người, của con người. Các con có thấy không? Những người ngồi trước mặt của thầy còn đang sức khỏe, còn đang nhiều sức sống. Hãy nỗ lực tu mấy con. Từng đó, những ngòi bút của mấy con, những trí óc của mấy con trở thành những trang sách đạo đức để dạy người, để đem lại hạnh phúc cho loài người. Các con hiểu không? Ở đây thầy chỉ mong cái sức khỏe của mấy con còn lại để thay thế thầy. Vì thầy biết tuổi thầy 80 rồi mấy con. Cuộc đời thầy không còn xa lắm đâu. Thật sự
càng một ngày sống trên thế gian này thì thầy cực khổ, quá cực khổ. Thầy mong trong năm tháng kế tới đây mấy con thực hiện được hoàn toàn. Từng đó mấy con thay thầy hàng ngày cặm cụi nói lên bộ sách đạo đức làm người. Đầu tiên mấy con hãy biết điều này. Và từ khi mà thầy dạy mấy con định vô lậu để triển khai tri kiến mấy con, để giúp cho mấy con có khả năng soạn thảo thành bộ sách đạo đức, thay thầy. Thầy không ham danh, thầy không muốn tự mình viết để cầu danh cho mình đâu. Thầy muốn mấy con viết bộ sách đạo đức này để cho mấy con làm sáng đạo đức nhân loại. Các con hãy cố gắng. Thầy chỉ ước mong điều đó mấy con. Bây giờ Quyên Thanh hãy lên đọc một vài đoạn để cho các bạn con biết cách thức trình bày như thế nào đúng, như thế nào sai. Thầy chỉ nói như vậy, nhưng con hãy đọc những cái điều con đã viết rồi để cho các bạn nương theo. Người nào cũng có khả năng, nhưng vì cái lối trình bày nó không khéo, con đã được hấp thụ từ những năm tháng làm việc với thầy soạn đánh vi tính, cho nên con rất khéo. Và đồng thời con có máy vi tính đánh như thế này, thầy rất đồng ý nó trở thành trang sách đạo đức. Quyên Thanh có ý không? Con hãy đọc để rồi các chị em sẽ nương theo đây mà làm trở thành những bộ sách đạo đức. Coi như mấy con thay thầy làm công việc này. Nhưng mấy con nói, nhưng mấy con biết rằng khi nói được đạo đức là phải áp dụng vào đời sống đạo đức. Thiết giáo không bằng thân giáo mấy con. Nói được là phải sống được, phải xả tâm cho được, để xứng đáng là đệ tử của Phật, là đệ tử được của thầy. Chứ mấy con nói được mà mấy con không làm được là một nhục nhã đó. Con hãy đọc. Rồi con sẽ đọc cái lời giới thiệu.